Chào quý anh chị và các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với quý anh chị và các bạn dòng huyết áp có bắp tay A6 của hãng Microlab. Đây là dòng huyết áp cao cấp của hãng, tôi tích hợp hai công nghệ mới nhất của hãng là công nghệ MAT, công nghệ đo 3 lần tĩnh thông minh 3 lần đo, và công nghệ IFB, công nghệ phát hiện tâm soát rung nhị sớm. Rung nhị và cao áp là hai nguyên nhân gây nên đột quỵ. Đây là hộp sản phẩm của máy. Bên trong hộp sẽ chứa ba đo sản phẩm và sắt đặt để sử dụng. Một lưu ý nhỏ là bao cứng của máy A6 này là bao cứng cứng. Sai thì phù hợp với cổ tay từ 22 đến 42 cm, khi đã bao cứng nên rất là dễ dàng cổ định và khi mang vào nó dễ dàng mang vào cổ định. Sản phẩm được tặng kèm với một bao vải nên có thể dễ dàng mang theo khi đi du lịch hoặc đi chơi. Đây là sạc của máy. Thay máy pin tăng kèm máy này thì vừa có thể sử dụng bằng pin, vừa có thể sử dụng bằng sạc pin máy ở phía sau lưng. Máy sử dụng bộ cái pin 1.5V 3A để sử dụng bằng pin này thì sử dụng để khi chúng ta đi du lịch hay đi chơi đi ra ngoài hoặc là xa luôn nhiều. Còn đây là nguồn máy hôm nay thì chúng ta có thể sử dụng ở nhà. Là siêu của máy, được cái mũi chúng ta bóc siêu ra. Trên máy thì sẽ hiện thì máy của máy là màn LCD rất là lớn, chiếm hầu như là toàn mặt trước của máy. Trên màn hình hiện thì nó là thời gian đó, huyết áp tối đa, huyết áp tối thiểu và nhịp tim. Máy này sẽ phát hiện di chuyển của chúng ta đó đây. Nghe là bị ở mà vật tải giữa màn hình, nhờ chúng ta bị rung nhịp máy sẽ báo. Bên cạnh tải của máy là mặt, đây là thang đo. Thang đo này có ba màu là màu vàng, màu xanh ở dưới. Bên thì huyết áp thuộc màu vàng ngắm mức tiền cao áp và hai thang đo đỏ ở trên. Kia thì báo hiệu chúng ta bị cao áp. Mắc được máy con có 5 phím bấm các bạn, phím bấm bất tắc máy ở phía trước rất to, nút cộng và trừ. Hai nút cộng trừ là để điều chỉnh thời gian thì chúng ta cài đặt và để xem là bộ nhớ của máy lên để 90 lần đó, nên quý anh chị có thể yên tâm hồi cứu lại kết quả nhân lót được để chúng ta quên. Bên cạnh mặt bên tải của máy, đây là công nghệ MAT 1 và 3. 1 là đo 1 lần và 3 là đo 3 lần tính kết quả 3 lần đo. Một lỗ cắm đường dẫn khí của báo đo vào. Cánh phải của máy là chỗ cầu cho tất cả chúng ta cắm nguồn điện. Và một chức năng khác kiểu máy A6 này có chức năng bật khóa máy. Chúng ta khóa lại thì máy sẽ không sử dụng được toàn bộ chức năng của máy. Khi đặt xuống sử dụng thì chúng ta có thể mở ra. Đây tôi sẽ hướng dẫn quý anh chị cách sử dụng. Để sử dụng máy thì đầu tiên chúng ta cắm báo đo vào. Tiếp theo thì tùy vào sử dụng, chúng ta có thể sử dụng bằng pin hoặc bằng điện. Đây chúng ta sẽ cắm điện vào. Đây. Sau khi cắm điện vào, chúng ta sẽ mang bao cũng vào. Lưu ý chúng ta mang bao cũng vào phía tất cả. Ta mang sao để sao cho những mang vàng này kiện trong mặt trong của tay. Đây là đường đi của mà đồng mặt và vị trí bao cuộn thì cắt kiểu tay hai đốt bằng 1.2 cm, hai đốt một tay. Đây là được cái chúng ta cố định lại.
vì là báo đo bằng báo đo cứng nên chúng ta rất là dễ dàng cố định. Sau đó chúng ta đặt tay ở vị trí thoải mái. Tiếp theo thì chúng ta xem máy đã bật khóa hay tắt khóa chưa. Nếu khóa thì chúng ta nên bật vào chế độ mở. Hai nữa là chúng ta chọn chế độ đo 1 hay 3 lần. Đây tôi chọn chế độ 1 lần. Sau đó chúng ta ngồi để tay vị trí thoải mái và bật máy đo. Đây, đây máy bắt đầu đo. Lưu ý là khi đó chúng ta nên tay ở những vị trí để chúng ta cứ đóng cái máy trên máy xe máy sẽ có cảm biến cơ động nó sẽ báo. Đây là máy đã xong. Đây là kết quả đó rồi. Thì áp tối đa là 103, huyết áp tối thiểu là 72 và nhịp tim 81/1. Và ở ngang đây xong thì có một tên là thang đo mặc màu xanh rất là tốt. Để xem lại cái quả như nó trước thì chúng ta bật ở nút em mơ lại buồn nhớ đây. Chúng ta bật hai tiếng tiếng tăng giảm nó trước bằng cách cộng hoặc trừ đấy. Máy có màn hình rất là lớn và những số hiển thị cũng rất là lớn nên người già ở nhà có thể rất là tiện theo dõi. Đây. Có số cái quay nó được thì có một lần huyết áp tôi em ngang mức 131 và 80. Cái thang đo sẽ hiển thị ngang mức màu vàng này, ngang mức tiền tăng áp. Rất là tiện lợi chúng ta theo dõi. Thì chúng ta quên cái thang đo thì chúng ta có thể theo dõi bằng cách trên thang máy này. Bộ nhớ của máy thì lên là 90 lần đó. Và tất cả những tôi đã giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng máy huyết áp A6 và hãng Angola. Xin chào quý anh chị và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video là quay giới thiệu sản phẩm tiếp theo ạ.